Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ dẫn các em giải một đề thi học kỳ 1 môn khoa học lớp 5 nhé. Chúng tôi xem bài giảng của Thầy Liêm. Nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Đề bài sẽ gồm có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận nhé. Thời gian làm bài là 40 phút không kể thời gian giờ đề. Giờ mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước nhé. Mỗi lần mà phân vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu số 1: giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về đáp án A là khả năng nấu ăn và chăm sóc con cái. Đáp án B là đức tính kiên nhẫn và khiêu mai giỏi. Đáp án C là cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục. Đáp án D là cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp. Như vậy mình thấy là giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục nha, đúng không? Như vậy câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C nhé. Giờ tiếp theo câu số 2. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng. Giờ như vậy là mình sẽ có 4 đáp án. Đáp án A là từ 16 đến 20 tuổi. Đáp án B là từ 15 tới 19 tuổi. Và đáp án C là từ 13 đến 17 tuổi. Đáp án D là từ 10 tới 15 tuổi. Như vậy mình nhớ là tuổi dậy thì của con gái thường bắt đầu từ 10 tới 15 tuổi, đúng không? Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án D nhé. Tiếp theo là câu số 3. Cao su tự nhiên được chế tạo từ vật liệu này. Đáp án A là nhựa cây cao su. Đáp án B là xăm lớp và giúp cao su. Đáp án C là khăn đá dầu mỏ. Đáp án D là nhựa cây cao su, khăn đá qua đầu dầu mỏ nhé. Như vậy mình nhớ là cao su tự nhiên sẽ được chế tạo từ nhựa cây cao su. Người ta sẽ trồng cây cao su và người ta sẽ cạo lấy cái nhựa cây cao su. Đúng. Ta sẽ cạo lấy cạo cái lớp vỏ đi và nó sẽ có lớp nhựa chảy từ cái vỏ đó nhé. Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án A nhé. Tiếp theo là câu số 4. HIV không lây qua trường. HIV không lây qua đường này. Mình cũng có 4 đáp án. Đáp án A là đường máu. Đáp án B là tiếp xúc không khử. Đáp án C là đường tình dục. Và đáp án D là từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc là khi sinh con. Như vậy mình nhớ là HIV sẽ không lây qua đường tiếp xúc không khử, đúng không? HIV sẽ lây truyền qua chỉ có 3 con đường thôi. Đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc là khi sinh con nhé. Giờ tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 chỉ nên dùng thuốc khi nào? Đáp án A là khi mắc bệnh nhưng phải dùng theo đơn của bác sĩ. Đáp án B là khi thấy người khác dùng có tác dụng. Đáp án C là khi cơ thể mệt mỏi. Và đáp án D là khi bị mắc bệnh. Như vậy là mình chỉ nên dùng thuốc khi có mắc bệnh và phải dùng theo đơn của bác sĩ, đúng không? Như vậy câu số 5 này mình sẽ chọn đáp án A nhé. Giờ tiếp theo câu số 6. Để phòng bệnh viêm gan A chúng ta cần phải làm gì? Đáp án A là ăn chín uống sôi, rửa tay trước khi ăn và tiêm phòng vaccine phòng viêm gan A. Ở đáp án B thì mình sẽ ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc từ động vật. Đáp án C thì mình ăn những thức ăn có chứa nhiều vitamin A như là thịt bò, cà chua và đu đủ. Còn đáp án D sẽ ăn nhiều rau sống và các loại hoa quả nhé. Như vậy là ở câu số 6 này mình sẽ chọn đáp án là đáp án nào nè? Đáp án A đúng nè. Để phòng ngừa bệnh viêm gan A thì mình ăn chín uống sôi, rửa tay trước khi ăn và mình sẽ tiêm phòng vaccine ngừa viêm gan A nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 6, mình sẽ qua tiếp phần 2 là mạng. Nối ô ở cục A với ô ở cục B cho khách hợp nhé. Giờ như vậy cục A thì mình sẽ có là thép, gạch, đá vôi và tơ sợi. Ở cục B sẽ gồm có xây tường, lát xăng,
Số 2 là bắc cầu qua sông làm đường ray xe lửa. Và ra số 3 sẽ là dệt vải. Và số 4 sẽ là sản xuất xi măng. Như vậy trước hết là mình thấy thép thì sẽ dùng để bắc cầu qua sông hoặc là làm đường ray xe lửa đúng không? Bây giờ mình sẽ nói lại nha. Thép thì sẽ dùng để bắc cầu qua qua sông hoặc là làm đường ray xe lửa. Tiếp theo là gạch. Gạch mình dùng để làm gì nè? Gạch thì dùng để xây tường hoặc là lát sân đúng này. Còn tiếp theo là đá vôi. Đá vôi thì người ta có thể dùng để làm sản xuất xi măng đúng này. Còn tơ sợi thì chắc chắn phải dùng để dệt vải nha. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong hai la mã nha. Giờ mình tiếp theo mình sẽ qua tới phần tự lực nhé. Giờ tiếp theo là phần tự luận câu số 1. Ở tuổi Dậu Thìn em cần phải làm gì? Như vậy mình nhớ là ở tuổi Dậu Thìn mình cần phải giữ vệ sinh thân thể đúng không? Ăn uống đủ chất và luyện tập thể dục thể thao. Xem phim ảnh hoặc là sách báo về dinh dưỡng và sức khỏe nhé. Không xem phim hoặc là sách báo không lành mạnh đúng không? Giờ như vậy là thầy sẽ làm câu số 1 cho các em luôn nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nhé. Như vậy là ở tuổi dậy thì em cần phải giữ vệ sinh thân thể này đúng không? Ăn uống đủ chất và luyện tập thể dục thể thao. Xem phim ảnh hoặc là sách báo về dinh dưỡng sức khỏe. Không xem phim ảnh hoặc là sách báo không lành mạnh nhé. Đúng không? Đúng không nè? Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ như vậy ở câu số 2 người ta hỏi là em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ nha. Như vậy là để thực hiện việc an toàn giao thông đường bộ thì mình có thể tìm hiểu, học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ. Mình sẽ nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm theo quy định. Thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu. Không vượt đèn đỏ và đi bộ trên. Và không đi bộ dưới lòng đường đúng không? Không đồ nghịch chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 luôn nha. Giờ thầy trả lời câu số 2 nha. Như vậy là em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông thì mình có thể làm những việc sao? Tìm hiểu học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ như là đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm theo quy định. Thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đi bộ trên vỉa hè. Không vượt đèn đỏ, không đua nghịch, chạy nhảy và đá bóng dưới lòng lề đường nha. Giờ như vậy mình xong câu số 2. Rồi như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.